Xin chào bọn con. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài tập toán 6 sách giáo khoa kết nối tri thức, bài 1.22 trang 16. Yêu cầu là tính hợp lý. Người ta cho hai cái đề bài đây. Và ở phần này là chúng ta mới vừa học xong cái phép tính cộng, phép tính trừ thôi. Phần 1.22 mà. Trang 16 là phần đầu sách. Thế thì khi mà chúng ta học về phép cộng thì chúng ta nhớ là nó có tính chất giao hoán, rồi tính chất kết hợp nhá. Tính chất, thầy viết tắt cái từ tính chất giao hoán. Giao hoán tức là đổi chỗ. A cộng B thì bằng B cộng A. Hoặc là A cộng B cộng C thì có thể đổi là A cộng C cộng B. Tức là mình cho C lên đầu. Rồi có áp dụng được tính chất kết hợp nữa. Kết hợp tức là A cộng B cộng C thì mình có thể ghép A cộng B vào với nhau trước, xong cộng với C. Mà cũng có thể là đổi C sang đây rồi kết hợp tính trước rồi cho B ra đằng sau. Hoặc có thể là giữ nguyên A rồi mình kết hợp B với C trước. Đó gọi là tính chất kết hợp của phép cộng. Học lý thuyết thì bọn con phải chắc đi đã, rồi làm bài tập. Thế thì khi tính hợp lý ấy, ý của người ta là muốn tính nhanh và tính nhẩm. Chứ không phải là mình dùng máy tính hay là mình cộng trừ bình thường từ trái qua phải đâu. Nó đòi hỏi chúng ta phải tư duy một chút, biết lý thuyết và biết nhìn nhận đề bài. Ở đây bọn con sẽ phải hiểu là bọn con dùng tính chất giao hoán để đưa cái số 115 này lên đằng trước, cộng 115. Rồi 470 thì cho ra đằng sau, cộng với 230. Rồi chúng ta mới áp dụng tính chất kết hợp là 285 cộng 115 đóng ngoặc, cộng với 470 cộng 230 đóng ngoặc. Tính chất kết hợp của phép cộng. Thì cái chỗ này cộng nó lại chẵn này. 15 cộng 85 là ra 100. 100 cộng 200 là 300 ấy, 100 nữa là 400. Bên này là sao? 30 với 70 là 100. Đây là 600 nữa, tất cả là 700. Và cả bài này mình ra là 1.100. Đáp số là 1.100. Đấy, mình tính nhanh như vậy mà mình có phải đặt bút để nháp đâu, đúng không? Rồi dưới này tương tự chúng ta sẽ làm là 571 thì ghép với 129 đóng ngoặc, cộng với 216 cộng 124 đóng ngoặc. Thì chỗ này sẽ bằng gì đây? 29 cộng 71 là ra bao nhiêu? 100. 600 nữa là 700. Cộng với chỗ này là 3 là đi. Không chẵn đâu nhá. 2 với 1 là 300. 300 đây là 300 bao nhiêu? 340. Vậy kết quả của mình sẽ ra là 1.040. Đó. Chúng ta có thể thử sức làm cho thầy câu C. Đó là 937 cộng với 512 rồi cộng với 163 rồi cộng với 288. Kết quả bằng bao nhiêu nhá? Con thử sức đi xem câu này ra bao nhiêu.